Đây có dàn sới quanh ga, hiểu quanh ga bạn có gửi rồi không? Đẹp ha. Này đuôi gời luôn nè, mới đã nè không? Đuôi gời luôn rồi con. Không? Có chục đuôi gời nè. Quanh ga nha. Không? Mua gùa lặt lặt xuống được nè. Bà con có thể gắn lưỡi sới, lưỡi cài đây được nè, hay gắn cái đồ lên luống đây được luôn nè, không? Nguyên bộ đẹp quá nè. Nó dễ xài nè. Cái đuôi gời dễ xài lắm, đi bằng bánh. Cài sới bằng lưỡi. Quanh ga nè, 75 luôn nè. Có đồ dễ luôn nè, đẹp ha. Ồ, không mua gùa, gọi là mua gùa này tăng đưa mua lên xuống được mà con. Đây, dỡ lên dỡ xuống được ha. Quá đẹp cái lần sới luôn nè. Sới là sới gãy là vô tư luôn. Sới quanh mấy cái gốc cây ăn trái thì này, gốc sầu riêng, chôm chôm, nhãn rồi nè, sới quanh gốc được luôn á. Không, đẹp ha. Một bên nó là mấy lưỡi đây. 4 6 10 lưỡi thì ra 20 lưỡi. Cũng lớn á. Bánh này đẹp quá nè. Này bánh đặc luôn hả ta? Bánh đặc luôn. Còn bao lủng luôn, bánh đặc luôn. Quá đẹp. Con này có nhu cầu luôn 0 8 6 3 5 6 7 07. Máy sới gãy mini nè. Máy này ngon quá bà con. Ui rồi có thể tháo là được luôn. Đẹp ha. À, cái này bà con có thể sới đầu sới đuôi được luôn nè, quay được luôn nè. Quay cái tay cầm này lại trước được luôn nè. Nè, thấy không? Tiện á. Mẫu này giống như mẫu của Nhật, model của Nhật luôn nè. Dạ dạ ốc còn tét. Giống hệt model Nhật luôn. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707 6 7 7. Quá đẹp. Cái bác ở đây về trước đi mình chở sao?